Hello xin chào mọi người, sai giá, ngược tâm, ngược luyến, ngược thân, ngược tàn canh mấy bạn ạ, à. mới tốt nghiệp ra trường mà anh đã đóng vai khá đạt mọi người ơi, chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, nên khi xem phim đôi khi cảm thấy phim có chút vô lý, vì các nhân vật trong phim cố chấp và khó hiểu, nhưng phim sai giá lấy bối cảnh hậu nhà thanh nên trong cuộc sống người thời đó vẫn còn phong kiến, giới thiệu phim, sai giá mình thấy trên youtube của dịch là gã nhầm, chu nhất long vai thẩm phóng, đứa trẻ mồ côi được hàng phu nhân nhận nuôi từ bé. Ngô tỉnh nhấc vai, Trình Nhĩ Hàm cũng là người giúp việc cho hàng phu nhân cân hoán vai hàng phu nhân cũng là chủ nhân dương vai hàng trọng trạch con trai của hàng phu nhân. Chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, lại có tính đố kỹ, mình tóm tắt phim như sau, thẩm phóng chu Nhất Long là đứa trẻ mồ côi mà hàng phu nhân thu dưỡng vào 20 năm trước, tính tình ôn nhu, thông minh, có tài kinh doanh. Do hàng phu nhân cũng đã tuổi cao sức yếu, chồng mất, đứa con trai của bà là hàng trọng trạch đi du học, mang tiếng là du học cho ai, chứ anh này chẳng làm nên trò gì cả. Tất cả mọi hoạt động kinh doanh, quản lý cửa hàng tơ lụa Phượng Tường do một tay thẩm phóng quán xuyến lo toan. Nhờ tài kinh doanh, siêng năng, cân cù, hiếu khách, làm ăn uy tín của anh mà gia sản họ hàng cũng trở nên nổi tiếng trong vùng. Ai cũng yêu quý thẩm phóng. Dù một tay quán xuyến lo toan tất cả mọi thứ, nhưng thẩm phóng vẫn một mực trung thành với họ hàng không dám có ý gì riêng tư. Nhưng vẫn bị trọng trạch ghét bỏ, dèm pha về thẩm phóng trước mặt hàng phu nhân, khiến cho hàng phu nhân dần nảy sinh nghi ngờ với thẩm phóng thẩm phóng yêu người hầu của hàng phủ là trình nhĩ hàm tình yêu của họ thật sự rất đẹp đôi sự xuất hiện của trọng trạch làm thay đổi một cuộc tình vốn trọn vẹn trọng trạch cũng yêu nhĩ hàm anh tự cho mình giàu có hơn hẳn thẩm phóng có thể bao bọc cho nhĩ hàm tính ích kỷ độc tài và chỉ muốn chiếm hữu cái mà mình muốn có anh ta đã cũng mẹ bày mưu cưới nhĩ hàm làm vợ đêm tân hôn sau khi biết được sự thật thẩm phóng đã định cùng nhĩ hàm rời khỏi nhà họ hàng nhưng lại khuất phục trước hàng phu nhân Đến đoạn này thực sự mà nói Long Ca bị ngược tâm giữa tình yêu và nhân nghĩa rất khó xử, cái ơn, cái nghĩa của hàng phu nhân quá lớn. Anh đành từ bỏ tình yêu đối với Nhĩ Hàm, vì nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn cho Nhĩ Hàm. cô ấy có được người chồng giàu có, sau này không cần phải làm người hầu. Nhưng anh đâu biết rằng phụ nữ thời ấy một khi đã yêu dù anh ăn mày họ vẫn ở bên anh mà. Nhĩ Hàm bị phản bội hết sức đau lòng, cô đã lợi dụng trọng trạch ép thẩm phóng phải rời đi nhưng không ngờ thẩm phóng không những không suy sụp mà còn được người khác giúp đỡ mở cửa hàng tơ lụa long tường vì trả thù thẩm phóng phản bội nhĩ hàm đã nhiều lần hãm hại nhưng đều thất bại thẩm phóng bị hãm hại nhiều lần không thể không phản kích nhưng lần phản kích này lại mang đến cho phượng tường nguy cơ phá sản nhĩ hàm không thể chấp nhận sự thật nên đã hóa điên thẩm phóng cũng chết dưới đau của cô dù bị đâm sắp chết anh mỉm cười không oán không trách nói lời yêu cuối cùng dành cho nhĩ hàm thật xót xa Âu cũng là số kiếp anh ra đi thanh thản coi như trả hết nợ nghĩa tình với nhà họ hàng, nợ yêu với nhĩ hàng. Kiếp sau anh sẽ đáp trả tình yêu cho em gái của trọng trạch. Con trọng trạch tuy đã hối hận nhưng không thể vãn hồi kết cục, cuối cùng rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Ý nghĩa của phim, cái kết thực sự rất đau lòng. Giá như nhĩ hàng an phận một chút, trọng trạch bớt sân si một chút thì đâu đến nỗi. Nếu thẩm phóng quyết liệt hơn một chút, cái nợ, cái tình của anh cũng đã trả hết cho gia đình họ hàng rồi còn gì. Anh cũng cần có một cuộc sống cho riêng mình, chỉ có em gái của trọng trạch là cô bé biết cách yêu, cô ấy chọn cách buông tay, không sở hữu, nếu người ấy không yêu mình. Mình xin phép đọc một số bình luận của các fan về phim này. Đồng Nguyệt có viết, mình cảm thấy cứ ra ra vào vào cái hàng da sao không dẫn chị Hàm đi ngay từ đầu nhỉ. Vừa tạm ổn tí thì ổn chạy biến, hứa hẹn các thứ mà chẳng làm được gì. Thương chị Hàm nhất phim thôi, vì yêu nên xin hận, hận đến phát cuồng. Vậy nên đừng tin bố con thằng nào cả tin mình đây này, và một bạn khác viết, chu lão ca à chắc anh phải ghét nhân vật này lắm mới diễn ra một nhân vật đáng ghét như vậy phải không? Đau lòng quá, không kìm được nước mắt phim bế tắc và bi kịch quá. Thẩm sinh ra để trả nợ kiếp trước sau. Làm ác một lần là ngủng củ tỏi luôn cho dù có lý do là vì tình nghĩa với người, mà cũng không hẳn là một lần. Cho anh về trời thấy cũng là giải phóng cái kiếp số tư duy không thay đổi cứng nhắc của anh như chị Nhĩ Hàm từng nói. Người gì mà chán không muốn nói anh có thể làm cho nhân vật trở thành đáng thương hơn mà phải không nhưng sao cứ thấy có chỗ đáng ghét quá người đâu mà ngu muội rất không dứt khoát luôn nhân vật nào cũng hay cũng đều có chỗ để yêu ghét và ngẫm chắc cũng bỏ sót nhiều đoạn và cũng chưa thể hiểu hết những gì đã được truyền tải từ phim nữa người tính không qua trời tính lại cũng hay cho câu hành sự tại nhân thành sự tại thiên cảm ơn vì đã dịch phim nha vâng cũng như mình đã nói ở trên phim lấy bối cảnh hậu nhà thanh nên nhân vật thẩm phóng có chút cố chấp vì cái gọi là tình ngày xưa nhiều quan viên thời nhà minh biết mình bị hàm oan vẫn đưa đầu cho gian thần chém xem mà tức không cái đó mình gọi là ngu trung nhưng với họ đó là lòng trung thành yêu nước với họ cái chết chẳng là gì cả